Chúng ta tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 7 Try On. Hôm nay chúng ta làm bài Welcome Back trang số 10. Bài số 17 trang số 10 liên quan đến giới từ chỉ nơi chốn, D-I-D-A. Rồi, ok. Liên quan tới giới từ chỉ nơi chốn, các bạn chú ý chúng ta có này. In là ở trong. Đây là ôn lại kiến thức lớp 6. On ở trên. Under bên dưới. Có tiếp xúc bề mặt. Rồi above là bên trên mà không tiếp xúc bề mặt. Bên trên phía trên. Rồi chúng ta có next to bên cạnh. Next to là bên cạnh. Chúng ta có opposite, đối diện. Opposite là đối diện. Rồi behind, phía sau. Phía sau. In front of, phía trước. In front of, phía trước. Between and, giữa cái này và cái kia. Rồi ok, chúng ta làm bài. Nhìn cái hình này ha. Có một cái cửa sổ rất to ở giữa hai cái đèn. Ở giữa hai cái đèn lam là cái đèn này. Vậy chúng ta khoan vào between. Rồi đằng sau cái sofa, behind, có hai bức tranh ở trên tường là sẽ on the wall. Có một cái tấm thảm bên dưới cái bàn coffee table đây, under. Rồi ok, chúng số 7 số 18 đó là xài idea, idea. Idea, idea là câu hỏi. Ok. Bây giờ này, số ít là xài idea, là một cái thì xài idea. Rồi chúng ta idea. Idea ở bedside cabinet next to the bed. Có một cái tủ nhỏ cạnh giường phải không? Yes. Idea. Câu số 2, gối số nhiều như thế này thì phải xài ADR. Dịch là gì? Có những cái gối trên giường phải không? Và đúng. Đúng là yes. Idea. Câu số 3, một cái bàn là số ít. Chúng ta xài idea. Có một cái bàn gần cái bookcase phải không? Đúng rồi. Yes. There. Câu 4, có một con teddy bear, một con là idea. Có một con teddy bear ở trên cái tủ phải không? No. Đã no rồi thì phải có not. No, there isn't. Book số nhiều thì xài are. Có những quyển sách trên cái bàn phải không? No. No, there aren't. No, there aren't. Ok. Rồi. Sang cái bài số 19 là cái bài mà nói về căn phòng yêu thích của bạn trong ngôi nhà của bạn. Bài số 20, ngày trong tuần, tháng, mùa. Viết tiếp những ngày và những cái tháng. Ví dụ Sunday là Chủ nhật. Chủ nhật thì tới thứ hai. Thứ hai là Monday. Thứ ba là Monday, Tuesday. Tuesday. Thứ tư Wednesday, thứ năm Thursday, thứ sáu Friday, thứ bảy Saturday. Về tháng January, January, February, February tháng 2, March tháng 3, April tháng 4, tháng 5 là May, tháng 6 là June, tháng 7 là July, tháng 8 là August, tháng 9 September, tháng 10 October, tháng 11 November và tháng 12 December. Rồi nói về mùa, chúng ta có xuân hạ thu đông, mùa xuân, spring, mùa hè, mùa hạ, summer, mùa thu là fall. Và chúng ta còn có một cái từ khác đó là autumn. Mùa đông là winter. Mùa đông là winter. Mùa đông là winter. Spring, summer, fall, autumn, winter.